Thấy 5 anh em siêu nhân đánh hội đồng yêu quái trong TV series là chưa đủ độ, Toei còn tạo ra thêm những phần phim team up kết hợp nhiều chiến đội lại với nhau, khiến số lượng siêu nhân trên màn ảnh có thể lên đến hàng chục hoặc là hàng trăm. Ta nói tôi mà là yêu quái thì tôi xách cái hồn chạy 8 hướng luôn, chứ đánh đấm cái gì nữa. Cơ mà không phải là cứ siêu nhân nhiều thì phim hay đâu nha. Hãy để tôi chứng minh điều này thông qua bảng xếp hạng độ hay dở các phần team up của Super Sentai tính từ thời Gao trở về sau nhé. Và xin lưu ý, vì bảng xếp hạng xếp theo thứ tự từ dở đến hay nên các bro hãy chịu khó bấm đăng ký và xem tiếp đến cuối để biết phim nào hay nhất nha. Ngoài ra thì video còn có sự góp mặt của một số tác phẩm không hẳn là team up, nhưng vì có sự xuất hiện của nhiều siêu nhân nên tôi cũng cho vào luôn để video thêm phần phong phú ấy mà. Giờ thì vào video thôi, let's go! Đầu tiên sẽ là những thước phim thuộc hạng mục dở vô cùng luôn, viết tắt là dở VCL. 1. Abaranger vs Hurricaneger. Sau khi cướp robot của các chiến binh nhẫn giả, Wendinu và Furabijo đã hóa giải phong ấn cho một chiến binh Jakanja cổ đại tên là Iga. Iga sau đó đã liên minh với Evolian thực hiện âm mưu thôn tính trái đất bằng cách hấp thụ toàn bộ Dino Guts và khóa khả năng biến hình của các siêu nhân. Mặc dù ban đầu có xảy ra cãi vã do bất đồng quan điểm, nhưng cuối cùng hai bên cũng đã hạ cái tôi của mình xuống để hợp tác cùng nhau. Nhìn chung, phim có cốt truyện dễ đoán, phần đánh đấm lại chán do phản diện vừa ít vừa kém thu hút. Hơn nữa, tương tác của hai bên dù ở phe chính diện hay phản diện thì đều khá sượng. Điểm cộng duy nhất là chemistry của Isu và Nanami rất tự nhiên và dễ thương. 2. Dekaranger vs Abaranger. Khi đến hiện trường của một vụ bạo loạn, các đặc cảnh Dekaranger đã đụng độ với 3 chiến binh Bộc Long Abaranger. Tại đây, 3 chiến binh này đã cướp đi chiếc xe của phe Dekaranger để đuổi theo một con quạ, nhưng rốt cuộc họ lại bị bắt và giải về sở cảnh sát. Sau khi thẩm vấn cả ba, các đặc cảnh DK đã biết được thân phận thật sự của con quạ kia. Hắn chính là tên tội phạm nguy hiểm Kazak. Phe phản diện sau đó còn tiếp tục gây khó dễ cho các siêu nhân bằng cách giới thiệu thêm con quái Saunaginan có sức mạnh hồi sinh người chết. Bên cạnh mối đe dọa từ những thế lực xấu xa, các siêu nhân còn phải cố gắng xử lý mâu thuẫn giữa hai team khi phía Dekaranger chỉ xem Abaranger là tấm chiếu mới. Có thể thấy sau Abaranger với Hurricaneger, ta lại tiếp tục có thêm một phần phim team up, sở hữu cốt truyện dễ đoán, đáng quên khác, cùng màn tương tác kém tự nhiên giữa hai chiến đội. Xem xong, những gì đọng lại trong tôi chỉ là pha hồi sinh ngầu lòi của Abare Killer. Kyoryuger vs Go-Busters. Bằng sức mạnh bá đạo, chiến thần vũ trụ Vodos đã hồi sinh một số kẻ thù của cả hai chiến đội. Ngoài ra, Vodos còn dùng sức mạnh của mình để tẩy não và điều khiển hai chiến binh khủng long huyền thoại là Tyrannoranger với Abaret. Vì vậy, cả hai team Kyoryuger, Go-Buster phải hợp tác cùng nhau để giải cứu trái đất. Mặc dù sở hữu phần kịch bản khá thú vị, nhưng chiến đội Điện Long và chiến đội Đặc Mệnh với tôi vẫn là một tác phẩm dở vơ cơ lờ vì nó hoàn toàn làm lu mờ vai trò của Go-Buster so với Kyoryuger. Thậm chí là spotlight của đội mặc áo khoác da còn không bằng các chiến binh khủng long tiền bối. Kiểu tôi xem mà cứ tưởng đây là team up Sentai khủng long không á trời. 4. Lupinranger vs Bad Ranger vs Kyoryuger. Vì sở hữu số lượng lớn senshi từ cả 3 chiến đội nên phần team up này dường như không có đủ thời lượng để khắc họa bất kỳ thứ gì. Không những thế, tương tác giữa các nhân vật cũng rất thiếu tự nhiên. Điểm cộng duy nhất là sự xuất hiện của Misao Mondo, dù hơi kỳ lạ nhưng nó lại rất hài hước. 5. Don Brothers vs Zenkaiger. Don Brothers và Zenkaiger là những TV series rất hay, nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau thành movie team up thì chất lượng lại kém xa so với mong đợi. Tính liên kết giữa hai đội rất mơ hồ, lại nhiều tình tiết xà lơ, cách giải quyết thì cũng chớt quất. Nhìn chung là tôi thấy movie này trông như kiểu Toei ghép hai tập phim truyền hình vô xong edit lại vậy. Sau hạng mục dở VCL sẽ là hạng mục tạm tạm, dành cho các bộ phim không đến mức quá dở, nhưng khen hay thì chắc chắn là không thể. 1. Go-Buster vs Gokaiger. Do bại trận dưới tay của bè lũ phản diện Giang Jack và Glass, thậm chí con tàu Gokaiger cũng bị phá hủy hoàn toàn nên nhóm Gokaiger đã phải trở thành tay sai cho bọn chúng. Sau đó, phe phản diện đã lợi dụng sức mạnh của Gokaiger để tìm cho được 5 chiếc Phantom Ranger Keys huyền thoại có khả năng trao quyền lực vô hạn cho bất cứ ai sử dụng chúng. Khi ấy, họ đã chạm trán với Go-Buster. Đang đánh nhau thì Enter xuất hiện cùng các Phantom Ranger Keys, dự định là sẽ dung hợp trái đất và subspace. Tuy nhiên, sức mạnh của các Ranger Keys lại nhanh chóng gây náo loạn không gian lẫn thời gian, khiến cho chúng và một số siêu nhân bay về quá khứ. Vì vậy, cả hai chiến đội sau đó đã phải hợp tác cùng với nhau du hành thời gian để cứu đồng đội và lấy lại Ranger Keys trước khi chúng rơi vào tay kẻ xấu. Bản thân Go-Buster là một series hay, nhưng khi làm movie team up với các chiến đội khác tôi lại cảm thấy không hay lắm. Nếu như Kyoryuger vs Go-Busters quá tập trung vào các tác phẩm khủng long, thì Go-Busters vs Gokaiger lại để siêu nhân hải tặc có phần mờ nhạt so với siêu nhân đặc mệnh. Bù lại thì trận chiến cuối cùng của hai team rất ấn tượng. 2. Zenkaiger The Movie Red Battle O Sentai Rally. Với độ dài 26 phút, phim được phát hành như một phần trong bộ 3 phim Super Sentai Movie 2021, bao gồm Kiramager The Movie Bebop Dream và Ryusoulger Special Chapter Memory of Soulmate. Ở tác phẩm này, nhóm Zenkaiger sẽ phải hợp tác với các chiến binh đỏ để chống lại hàng loạt những tên phản diện trong quá khứ. Về cơ bản, phim chỉ là một lời giới thiệu nhanh về series Zenkaiger, giống như Episode 0 của Kiramager, chứ không phải là một phần phim team up đúng nghĩa dù người cũ xuất hiện rất nhiều. Tuy vậy, tôi cũng thấy nó chỉ dừng lại ở mức giải trí vui vẻ, chứ không hay lắm. 3. Boukenger vs Super Sentai. Để thực hiện mưu đồ xấu xa của mình, gã ma thần thời gian Kronos và tên thầy tư tế Gaja đã lên kế hoạch bắt cóc nhóm Boukenger đến một thế giới khác. Vì giải cứu đồng đội, Bouken Silver đã lên đường đi tìm và tập hợp một số thành viên của các chiến đội đời trước để nhờ support thông qua quyển sổ địa chỉ Super Sentai. Bằng sự mưu trí của cả nhóm, cùng sức mạnh của các tiền bối, Boukenger đã thoát khỏi thế giới của phe phản diện, đồng thời tham gia vào liên minh Super Sentai để đánh bại mưu đồ của Kronos. Để nhận xét thì tôi không đánh giá cao phần kỷ niệm này của Boukenger vì số lượng tiền bối xuất hiện quá ít. Hơn nữa, phim cũng không có lời giải thích thuyết phục cho việc tại sao lại chỉ mời những người đó mà không phải là những người khác. Tạm tạm là vị trí phù hợp với movie này. 4. Go-Seiger vs Shinkenger. Xét về mặt bằng chung, Go-Seiger với Shinkenger không đến nỗi quá tệ, nhưng nó khá nhạt nhẽo. Với tôi, điều đáng nhớ nhất sau khi xem phim là pha hắc hóa của thiếu chủ ToQger. Bình thường anh vốn đã mạnh rồi, giờ mà còn bôi đen thêm nữa thì đúng là bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Nhìn anh combat ta nói thấy mà phê. 5. ToQger vs Kyoryuger. Mặc dù khá thích các cảnh chiến đấu, nhưng tôi phải công nhận phim chỉ ở mức tạm tạm. Phản diện nhạt nhẽo, thiếu sự tương tác giữa hai đội. Chẳng những thế còn có nhiều cảnh cắt ghép chưa được hợp lý, tạo cảm giác bị hụt. 6. Ninpu Sentai Hurricaneger with Don Brothers. Ngoài việc đánh dấu lần gặp nhau đầu tiên giữa hai chiến đội, ngoại truyện Ninpu Sentai Hurricaneger with Don Brothers còn có sự góp mặt của dàn diễn viên đến từ Hurricaneger. Theo tôi, tác phẩm chỉ mang tính chất quảng cáo cho movie kỷ niệm 20 năm siêu nhân cuồng phong, do đó chất lượng của nó cũng chỉ ở mức tạm tạm, giống với movie Red Battle O Sentai Rally của Zenkaiger. Tiếp đến là những bộ phim đứng ở vị trí khá ổn. 1. Magiranger vs Dekaranger. Nhân ngày Fantastic Happy Day, nhóm Magiranger đã tổ chức ăn mừng cùng nhau tại một nhà hàng sang trọng. Nhưng ở giữa buổi tiệc, có một con quái vật đã đến tấn công nhà hàng. Vì có mặt rất nhiều người ở đó nên cả nhóm cũng không thể biến hình. May mắn là các đặc cảnh Dekaranger đã xuất hiện kịp thời để khống chế con quái đó, nhưng nó nhanh chóng bị một tên Alienizer tên là Babon bắn chết. Với sức mạnh áp đảo, Babon đã tiếp tục bón hành cho các chiến binh siêu nhân. Thậm chí hai thành viên nữ là Urara và Jasmine còn bị hắn bắt cóc làm con tin. Sau đó đồng minh của Babon là Agent X đã liên lạc với hai đội với mục đích trao đổi con tin lấy hòn đá Thiên Không Hoa, một báu vật của Magitopia để thôn tính trái đất. Nhìn chung, Magiranger vs Dekaranger có cốt truyện tương đối ổn, đúng với tiêu chí của một phần phim team up. Ngoài ra, phim cũng khá giải trí với một số phân cảnh hài hước như màn giả gái cực bựa của Dekabreak và Magichai chẳng hạn. Tôi xem mà hoang mang với gu phụ nữ của mấy anh yêu quái vờ lờ luôn ấy. 2. Go-Onger vs Gekiranger. Sau khi bị phe phản diện là Nunchaku Banki, Mecha và ba bộ trưởng bộ tộc ô nhiễm cướp mất viên ngọc phong ấn anh long đẹp trai hòng gia tăng sức mạnh, Go-Onger đã được Gekiranger huấn luyện võ thuật để trở nên mạnh hơn. Còn hai anh em Go-On-Wing thì tìm cách triệu hồi Rio và Mele quay trở lại. Tuy nhiên, khi tên Nunchaku Banki bên phe phản diện bị đánh bại, phong ấn của anh long đẹp trai cũng đã được phá giải. Nhưng chắc vì đạo diễn hết slot cho phản diện nên anh long sau đó đã bị các siêu nhân đánh bại rất nhanh. Tôi đánh giá phim coi khá giải trí và có rất nhiều pha tấu hài, dù đôi lúc hơi ố dề nhưng vẫn chấp nhận được. Còn về mặt kịch bản thì tôi thấy phim bình thường, không quá xuất sắc. Hơn nữa, anh long đẹp trai còn bị nerf quá đà nên tôi sẽ để nó ở vị trí khá ổn. 3. Ryusoulger vs Lupinranger vs Bad Ranger. Khác với phần phim team up trước, với Kyoryuger, Ryusoulger vs Lupinranger vs Bad Ranger lại có sự tương tác tự nhiên, ăn ý giữa các nhân vật. Không những thế, movie còn làm dịu thái độ vênh váo, tự mãn của các siêu trộm Lupinrangers và hạn chế xem Bad Ranger là trò cười, một điều khiến tôi rất khó chịu khi xem TV series của hai chiến đội này. 4. Super Sentai Strongest Battle. Tuy gây hứng thú cho khán giả với chủ đề so kèo giữa các siêu nhân và sự xuất hiện của những gương mặt cũ, nhưng tôi cảm giác Toei chỉ làm mini series này để câu view là chính, vì bản thân kịch bản được xây dựng rất sơ sài, chỉ đáp ứng được khía cạnh giải trí. 5. Zenkaiger vs Kiramager vs Zenkaiger. Không chỉ phát huy tốt yếu tố kỷ niệm mà phim còn biết cách tạo spotlight cho hai chiến đội nhân vật chính và các tiền bối. Ngoài ra, phim còn tràn ngập sự tích cực và vui vẻ, đúng với tinh thần của Zenkaiger và Kiramager. 6. Go-Onger vs Ninja. Nếu như ta có Don Brothers vs Zenkaiger là hai phần TV series hay nhưng khi kết hợp với nhau làm thành phim dở, thì ở chiều ngược lại ta có Go-Onger vs Ninja, tác phẩm độc lập thì bao giờ, nhưng movie team up lại cực kỳ ổn áp, vượt xa so với mong đợi của tôi. Với tôi, phim có cốt truyện vừa đủ, đất diễn cho cả hai đội chính và đội cameo cũng khá đều. Hơn nữa, cách họ phối hợp với nhau, dù là vị thế kẻ thù hay là bạn bè thì đều rất dễ thương, tạo cảm giác thoải mái, không bị ố rể. 7. Ninja vs ToQger. Sau Go-Onger vs Ninja, ta lại có thêm một movie team up khác cũng mang năng lượng vui tươi không kém nhờ sự trẻ trung năng động của hai chiến đội. Ngoài ra, phần đất diễn của các siêu nhân cũng được cân bằng khá tốt. Sau các bộ phim ở vị trí khá ổn, ta sẽ đến với vị trí rất đáng xem. 1. Go-Ranger vs Super Sentai. Trong một trận chiến giữa các chiến binh Gao và Oruku, Yabaiba và Suesue đã triệu hồi được chúa quỷ Rakusasa, kẻ có khả năng lấy đi tinh thần chiến đấu của đối thủ. Khi tinh thần của ba siêu nhân Gao vàng, xanh, đen bị rút cạn, Gao đỏ đã yêu cầu Gao trắng hãy đưa họ đến một nơi an toàn khác, còn anh sẽ ở lại chiến đấu một mình. Nhưng sau đó, chính Gao đỏ cũng đã bị Rakusasa cho ăn hành, sấp mặt bằng cách khiến anh gặp ảo giác về các tên Oruku trong quá khứ. Khi các chiến binh Gao còn lại đang cố gắng phục hồi tinh thần tại một ngôi chùa, bọn họ đã vô tình gặp một nhà sư bí ẩn và được nghe ông ta kể về sự tồn tại của các chiến đội Super Sentai tiền nhiệm, những người cũng mặc đồ bó nhiều màu, chuyên đi đập hội đồng phe phản diện giống họ. Sau cuộc gặp với nhà sư, những chiếc G-Phone bỗng nhiên bò đi khắp nơi, khiến 4 chiến binh Gao phải chạy theo, nhờ đó mà dẫn được họ đến chỗ của 4 cựu Senshi từ 4 chiến đội khác nhau. Tại đây, Go-Ranger đã được các bậc tiền bối chỉ dạy về ý nghĩa của việc trở thành siêu nhân. Dù là lần đầu tiên, nhưng movie Go-Ranger vs Super Sentai đã làm rất tốt câu chuyện, kết hợp nhiều chiến binh từ nhiều chiến đội khác nhau cùng chiến đấu chống lại thế lực phản diện. Tuy vậy, phim lại có một điểm trừ cực lớn là sử dụng quá nhiều cảnh quay có sẵn, từ đó khiến nó nhiều lúc trở nên quá dài dòng và lê thê. 2. Gekiranger vs Boukenger. Gekiranger gặp Boukenger khi một viên ngọc màu đỏ quý giá bị đánh cắp khỏi trụ sở Srap bởi Kaze no Shizuka. Cả hai đều muốn đoạt lại quả cầu về phe mình, không ai nhường ai. Nhân cơ hội lúc hai bên đang đánh nhau, Shizuka đã lẻn khỏi đó nhưng đã bị Bouken Silver bắt lại, lấy đi viên ngọc. Thế nhưng nó đã nhanh chóng rơi vào tay của Bouken Red, đội trưởng của Boukenger. Trái với hình tượng leader mẫu mực, anh ta chỉ lạnh lùng đánh cắp quả cầu đỏ rồi bỏ đi. Sau đấy, anh ta còn đột nhập vào võ đường Rinjiu cùng Bouken Ping để đánh cắp một viên ngọc khác có màu xanh. Chẳng những thế, họ còn dụ Rio và Mele về chung chiến tuyến. Dựa theo lời của sư phụ mèo, hai viên ngọc xanh đỏ đều sở hữu những năng lực đáng sợ, có thể đe dọa đến an nguy của trái đất. Lý do gì đã khiến cho Bouken Red và Ping muốn sở hữu hai quả cầu này? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua movie Gekiranger vs Boukenger. Tiệu chung, phim là một tác phẩm cuốn hút với những uẩn khúc ly kỳ, khắc họa rõ nét tinh thần và chất riêng của mỗi team. 3. Shinkenger vs Go-Onger. Có thể nói phim chính là sự kết hợp hài hòa giữa hai khía cạnh nghiêm túc và lầy lội. Bên cạnh những phân đoạn rất hài hước như Shinken Gold bị yêu quái quỵt tiền sushi hay các tình huống chéo ngoe khi siêu nhân lạc vào các thế giới khác nhau, Shinkenger vs Go-Onger vẫn có những tình tiết cực kỳ hồi hộp, gay cấn, ví dụ như cảnh đối đầu của hai chiến binh đỏ ở cuối phim chẳng hạn. 4. Kiramager vs Ryusoulger. Điều thú vị nhất trong phần team up này là các siêu nhân phải dành phần lớn thời lượng trong phim để chiến đấu ở hình dạng người thường. Do Kiramager vs Ryusoulger lấy bối cảnh là khi họ mắc kẹt trong một thế giới điện ảnh, bị bắt buộc nhập vai theo kịch bản tại đó, chứ không thể tự ý biến hình thành siêu nhân được. Nhìn chung phim có cốt truyện mới lạ, cuốn hút, nhân vật lại được chia đều đất diễn dù vẫn lấy siêu nhân đỏ làm trung tâm. Vì thế hạng mục rất đáng xem là hoàn toàn hợp lý. Tiếp theo sẽ là vị trí tinh hoa hội tụ dành cho bộ phim Go-Kaiger, Go-Seiger, Super Sentai 199 Hero Great Battle. Tuy có cốt truyện không quá phức tạp, nhưng phim với tôi lại xứng đáng thuộc hàng đỉnh của chóp nhờ những phân đoạn chứa đầy cảm xúc làm sống dậy tuổi thơ của tôi với siêu nhân. Bên cạnh đó tác phẩm còn sở hữu độ hoành tráng đáng nể, đúng chất một phần phim kỷ niệm đặc biệt. Cuối cùng sẽ là vị trí huyền thoại, vị trí đặc biệt dành cho siêu phẩm của tuổi thơ, Hurricaneger vs Gekiranger. Sau khi đánh bại bọn chip hôi Magiranger, ba nhẫn giả của chiến đội Cuồng Phong đã bị 5 người tự xưng là chiến đội Gao phiên bản đã tha hóa và sấp mặt. Sau Hurricaneger, Go-Ranger là các đối tượng tiếp theo bị tiền bối cho ăn hành. Không chỉ bị áp đảo khi chiến đấu ở dạng siêu nhân mà kể cả khi ở dạng hợp thể, robot của 5 chiến binh nhẫn giả cũng bị Gao vua quính cho má không nhìn ra. Tuy nhiên khi robot Gao vua đang kề dao ngay cổ hợp thể toàn phong thần thì một cô gái bất ngờ xuất hiện bảo Gao vua hãy dừng lại. Lời nói ấy đã khiến cho robot của chiến đội Bách Thú mất tự chủ, giúp cứu nguy cho Hurricaneger. Thông qua một cuộc tâm sự tuổi hồng tại nhà của trưởng quán Mugensai, các chiến binh nhẫn giả đã biết được toàn bộ sự thật. Hóa ra cô chính là Gao trắng hàng Rio, 5 kẻ kia chỉ là hàng giả do Jakanja biến thành. Còn các siêu nhân Gao thật thì đang bị em trai của cố giáo đầu Chozubo yểm bùa và bắt trói lại tại một hang động, chỉ có cô là may mắn thoát được. Trước âm mưu hiểm độc của tân giáo đầu cùng sức mạnh bá đạo của 5 kẻ mạo danh, các chiến binh nhẫn giả của học viện Hayate và Ikazuchi phải làm gì để chống lại đây? Tất cả sẽ được tiết lộ trong phần phim Team Up Hurricaneger vs Go-Ranger. Xét về tổng thể, Liên minh chiến đội Gao và Cuồng Phong chính là một movie team up kiểu mẫu kinh điển. Phim có một cốt truyện ly kỳ, chứa nhiều uẩn khúc đủ để gắn kết tinh thần cả hai chiến đội. Những trận đấu mãn nhãn ở dạng siêu nhân và hợp thể robot. Không những thế, phần đất diễn trong phim còn được chia rất đều, giúp các nhân vật có những giây phút tỏa sáng của riêng mình. Cơ mà ấn tượng nhất với tôi đó chính là phần kết hợp giữa robot oanh lôi toàn phong thần và các siêu thú. Ta nói nó đẹp thấy mà mê luôn. Nhìn chung, Hurricaneger vs Go-Ranger là một tác phẩm team up xuất sắc, trọn vẹn, xứng đáng ở hàng huyền thoại. Sau khi tổng hợp và sắp xếp thì đây là bảng xếp hạng các bộ phim team up của Super Sentai tính từ thời Gao trở về sau. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy comment phía dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!